Người ta thường nói, đi đường đen nhiều rồi sẽ gặp ma. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, lái xe nhiều rồi cũng sẽ gặp ma. Năm ngoái, tôi nghe một người bạn nói rằng chạy hàng hóa rất kiếm được tiền. Trong lúc nóng đầu, tôi đã chuyển nhượng nhà hàng của mình. Rồi lại mượn thêm một ít tiền từ người thân và bạn bè. Tôi chuẩn bị đến chợ xe cũ để thử vận may. Ở chợ xe cũ chọn nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe chở hàng nghìn còn mới đến 9 phần. Chạy chưa đến một năm, xe mới hơn 20 vạn. Đối phương chỉ bán với giá 15 vạn, tôi cảm thấy mình vớ được một món hời lớn. Liên hệ chủ xe đến để bàn về giá cả. Khi nói chuyện mới biết, chủ xe định mua nhà cưới vợ. Vẫn thiếu một ít tiền, nên định bán xe đi để mua nhà. Hơn nữa, còn tìm được một công việc khá tốt. Vì vậy mới vội vàng bán xe, tôi thấy chủ xe có vẻ rất cần tiền. Nên tôi lại trả giá xuống thêm 5.000 tệ. Đối phương cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Rồi đi theo tôi làm thủ tục. Chiếc xe còn mới ít nhất 9 phần này đã thuộc về tôi một cách danh chính ngôn thuận. Tôi tưởng mình đã vớ được món hời lớn. Nhưng có câu nói rất hay, tham món lợi nhỏ sẽ gặp thiệt hại lớn. Chính vì mua chiếc xe tải cũ này mà tôi suýt chút nữa mất mạng. Sau khi tôi mua chiếc xe tải này, liền kết nối với bạn bè ở chợ rau củ. Công việc của tôi thực ra rất đơn giản, chỉ là làm vận chuyển. Mỗi ngày rạng sáng xuất phát, đến các cơ sở trồng rau ở vùng quê thành phố bên cạnh để chờ hàng. Sau đó vận chuyển đến chợ rau của thành phố mình, phân phát rau cho các tiểu thương bán lẻ. Nhưng nhất định phải giao hàng đến chợ trước khi trời sáng, phải đưa hàng đến chợ rau củ. Công việc này thì mọi thứ đều tốt, thù lao cũng rất cao, một tháng kiếm được gần 2 vạn. Ở chỗ chúng tôi thì được xem là thu nhập cao. Điểm duy nhất không tốt là phải lái xe đêm. Từ đó trở đi, tôi chỉ có thể ngủ ban ngày và làm việc ban đêm. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề gì. Dù sao bản thân vẫn còn trẻ, làm thêm 3 đến 5 năm nữa, chắc chắn cũng không thành vấn đề. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tôi bắt đầu công việc mới. Rạng sáng xuất phát đến vùng quê của thành phố bên cạnh để thu hoạch. Không ngờ mới một ngày đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Đoạn đường đến thành phố bên cạnh phần lớn là đi đường cao tốc, nhưng vị trí của cơ sở trồng rau đó hơi hẻo lánh. Phải đi hơn 1 giờ đồng hồ trên đường nhỏ mới đến được. Ngày đầu tiên lái xe, tôi vẫn còn khá phấn khích. Trên đường đi thì không cảm thấy có gì cả. Nhưng khi trở về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Xe chất đầy một xe hàng, lại phải đi qua một số đoạn đường nhỏ. Hai bên đường chắc chắn không có đèn đường. Xung quanh tối đen như mực. Khi đi trên những con đường nhỏ này, đèn xe chiếu tới, thậm chí có thể thấy những ngôi mộ rải rác trên đồng hoang. Trong lòng luôn cảm thấy rợn rợn. Trên con đường nhỏ này vào đêm khuya khó mà thấy xe cộ, chứ đừng nói đến có người. Để lấy thêm can đảm, tôi mở đài radio trên xe lên. Không biết đã qua bao lâu, tôi lại đến một con đường nhỏ khác. Phía trước không xa là một ngôi làng tên là làng cầu 30 mét. Chỉ cần qua khỏi ngôi làng này, đi thêm 7-8 cây số nữa là lên đường lớn rồi. Đến lúc đó chắc chắn xe cộ sẽ nhiều, sẽ không sợ như bây giờ. Tôi không ngừng an ủi bản thân. Không ngờ vừa mới bước lên con đường làng này, dưới ánh đèn trắng xóa, tôi lại thấy phía trước có một người đang đứng, còn không ngừng vẫy tay về phía tôi. Giữa đêm khuya, bất ngờ thấy có người xuất hiện trên con đường làng nhỏ. Lập tức tôi lạnh hết cả người, hít một hơi lạnh. Người nào mà nửa đêm lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi lấy lại bình tĩnh, giảm tốc độ xe, nhìn kỹ một chút, phát hiện đó là một phụ nữ trẻ, trong lòng còn ôm một đứa bé. Theo bản năng, tôi cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn là đưa con ra ngoài xem bệnh. Nếu không thì sẽ không chạy đến chỗ này vào giờ này. Nơi này, phía trước cách khoảng 2 cây số chính là cầu 30 mét. Người phụ nữ này có lẽ là người trong làng đó. Đứa trẻ bị bệnh, chắc là gì ấy. Tôi chờ cô ấy một đoạn cũng chỉ là việc làm nhẹ nhàng. Có thể giúp thì giúp, bản thân cũng không mất gì, tôi nghĩ như vậy. Nên xe dừng lại. Liếc mắt nhìn mới phát hiện người phụ nữ này khá xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt. Hai tay ôm chặt đứa bé trong lòng. Điều khiến tôi có chút bất ngờ là người phụ nữ này toàn thân ướt sũng. Nhưng hôm nay đâu có mưa, tại sao trên người cô ấy lại ướt đẫm như vậy? Tôi không dám nhìn nhiều, vội vàng thu hồi ánh mắt. Quan tâm hỏi, cô em, cô định đi đâu vậy? Người phụ nữ phía trước không chút biểu cảm mà nói. Rồi trực tiếp lên xe, ngồi vào ghế phụ. Thái độ của người phụ nữ lạnh như băng, không nói lời cảm ơn nào, khiến tôi trong lòng có chút khó chịu. Nhưng tôi vẫn khởi động xe, chậm rãi lái về phía trước. Bầu không khí có chút nặng nề, không biết có phải do tâm lý hay không.
Kể từ khi người phụ nữ này lên xe, tôi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Tôi liền kiếm chuyện hỏi, cô em, con của cô bị bệnh phải không? Trong khi nói chuyện, tôi nhìn về phía đứa bé được cô ấy ôm trong lòng. Có lẽ là vấn đề góc nhìn, tôi không nhìn thấy đứa bé nào trong lòng cô ấy. Người phụ nữ không để ý đến lời của tôi, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, nhìn chằm chằm về phía trước, nước trên người không ngừng nhỏ xuống. Ghế phụ của xe, chỉ trong chốc lát, ghế đã ướt một mảng. Nhìn thấy ghế bị làm ướt, trong lòng tôi không khỏi thấy tiếc. Dù sao đây cũng là chiếc xe tôi mới mua. Tôi cũng lời nói thêm gì nữa, xe tiếp tục đi thêm 2-3 cây số nữa, đến bên cạnh một con sông nhỏ. Người phụ nữ trẻ đó đột nhiên lạnh lùng nói, xuống xe. Tôi ngẩn người, nhìn về phía cô ấy, xuống xe ở đây sao? Nơi này đâu có gì đâu. Nơi này vẫn là một vùng núi hoang vu. Tôi rất khó hiểu, tại sao người phụ nữ này lại muốn xuống xe ở đây? Hơn nữa trong lòng còn ôm một đứa bé. Xuống xe, người phụ nữ lại nói tiếp. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dừng xe. Người phụ nữ đi thẳng xuống xe. Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, người phụ nữ đó đột nhiên quay người lại, hỏi tôi một câu vô cùng kỳ lạ. Anh có thấy con tôi không? Câu hỏi này lập tức khiến tôi bối rối. Đứa trẻ chẳng phải đang ở trong lòng cô ấy sao? Người phụ nữ này có phải đầu óc có vấn đề không? Chưa kịp đợi tôi trả lời thì bóng dáng người phụ nữ đã biến mất. Đóng cửa xe giúp tôi nhé, tôi hét lên một tiếng. Người phụ nữ không đáp lại. Trong lòng tôi thấy bực bội không kể xiết, đành phải tự mình xuống xe chạy đến vị trí ghế phụ, đóng cửa xe lại. Nhưng khi tôi quay lại tìm người phụ nữ đó, lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Người phụ nữ đó giống như biến mất vào không khí. Nơi này là một vùng hoang dã, nhưng chưa đầy một phút, người phụ nữ đó có thể chạy đi đâu được chứ? Chỉ trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng tôi. Người phụ nữ đó chẳng lẽ là ma sao? Một cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân tôi run lên một cái, lập tức cảm thấy bắp chân có chút run rẩy. Khó khăn là mới trèo lên được xe, tim đập liên hồi không ngừng. Khi ánh mắt tôi rơi vào ghế phụ, tôi không khỏi một lần nữa hít một hơi lạnh. Vừa nãy rõ ràng tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó, sau khi ngồi trên xe, trên người liên tục nhỏ xuống nước. Nhưng bây giờ khi nhìn vào ghế đó, thì lại sạch sẽ hoàn toàn, không có một dấu vết nước nào. Tôi dụi mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Lại nhìn một lần nữa, trên ghế phụ vẫn không có một giọt nước nào. Thật là thấy ma rồi. Tôi hoảng loạn vô cùng, tay cầm vô lăng cứ run rẩy mãi. Khó khăn là mới khởi động được xe, đưa xe về đến con đường lớn, nhìn thấy các xe qua lại, cảm giác hoảng sợ trong lòng mới giảm đi một chút. Suốt đoạn đường này tôi cũng không biết mình về bằng cách nào, đầu óc mơ hồ, hồn bay phách lạc. Không ngờ lần đầu tiên lái xe lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. May mà tôi vẫn kịp về đến thành phố trước khi trời sáng, giao hàng cho lão Lương, người phụ trách thu nhận hàng. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Trời sắp sáng rồi, tôi kéo thân thể mệt mỏi về khu chung cư, trực tiếp nằm xuống ngủ ngay. Sau khi ngủ, tôi mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ lại thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp với khuôn mặt nhợt nhạt, cô ấy ngồi trên ghế phụ, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi tôi có thấy con của cô ấy không. Tôi nói là không thấy. Cô ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, bắt tôi trả lại con của cô ấy và kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, giật mình đến toát mồ hôi lạnh đầy người. Giấc ngủ này khiến tôi vô cùng mệt mỏi, phát hiện trong mắt toàn là tia máu, đỏ đến mức như thể có thể nhỏ ra máu. Ăn xong một bữa cơm, nhìn trời sắp tối lại rồi, bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối lại phải lái xe, con phải đi qua con đường nhỏ đó, trong lòng cứ bất an không yên. Nếu lại gặp phải người phụ nữ trẻ ôm con đó thì sao? Phải làm thế nào? Cô ấy rốt cuộc là người hay là ma? Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ đó, tôi không còn muốn lái xe nữa. Nhưng tôi mới làm việc được có một ngày, chiếc xe đã mua bằng toàn bộ tiền tiết kiệm. Không thể chỉ làm có một ngày đã bỏ ngang không làm nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Có lẽ tối nay sẽ không xui xẻo như hôm qua đâu. Cũng đến giờ lái xe rồi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lái xe lại một lần nữa hướng về phía cơ sở rau củ của nhà họ Lâm. Trên đường đi, để tự lấy thêm can đảm, tôi đặc biệt bật vài bài hát vui vẻ trên điện thoại, làm cho âm thanh rất lớn. Khi đi ngang qua ngôi làng cầu 30m, trái tim tôi lại một lần nữa treo lên, tay cầm vô lăng, không tự chủ được lại run rẩy. May mắn là trên suốt đoạn đường này, không nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, thuận lợi đến được cơ sở rau củ.
Công nhân đang bận rộn chất hàng lên xe. Vì không nghỉ ngơi đủ, tôi ngồi một bên chớp mắt. Dù rất buồn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. 2 tiếng sau, xe đã chất đầy hàng. Tôi bắt đầu hành trình trở về thành phố. Tối hôm qua, chính trên đường về đã gặp người phụ nữ đó. Nghĩ đến việc lại phải đi qua con đường nhỏ đó, tim tôi lại đập dữ dội. Trên đường, xe chạy rất nhanh. Rung lắc cả đoạn đường, trên điện thoại đã tải sẵn bài đại bi chú. Phát ở âm lượng lớn nhất. Nghe nói đại bi chú có thể trừ tà. Bây giờ cũng chỉ có thể thử xem sao. Cho dù không hiệu quả thì trong lòng cũng sẽ yên tâm hơn. Trời tối đen như mực, trên đường vẫn không có một chiếc xe nào. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trắng xóa trên xe. Trong bóng tối mang đến cho tôi một chút hy vọng. Bất giác, xe rẽ qua một khúc cua, lại một lần nữa đến gần ngôi làng cầu 30 mét. Tối hôm qua chính tại nơi này, tôi đã gặp người phụ nữ đó. Tim lại một lần nữa đập mạnh, chân đạp ga hơi run rẩy. Tôi nắm chặt vô lăng, thầm cầu nguyện trong lòng, tiếp tục lái xe thêm một đoạn. Dưới ánh đèn trắng xóa, đột nhiên xuất hiện một người. Vẫn là người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa bé đó. Cô ấy đứng cách tôi chỉ hơn 10 mét, vẫy tay về phía tôi. Lúc đó, da đầu tôi tê dại, toàn thân như bị điện giật, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi tôi cùng khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Sau khi xe chạy được một đoạn khá xa, tôi mới dám mở mắt ra. Lúc này, tôi lấy hết can đảm nhìn vào gương chiếu hậu. Nhìn một cái, lại không thấy người phụ nữ ôm đứa bé đó nữa. Giống như tối hôm qua, cô ấy biến mất vào không khí. Nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng sợ hãi, không biết có phải là do tâm lý không. Đột nhiên cảm thấy trong xe rất lạnh. Trong xe có cảm giác âm u, luôn cảm thấy như có ai đó ngồi bên cạnh. Tôi nhìn về phía ghế phụ, không có ai cả. Lấy hết can đảm tiếp tục lái xe thêm một đoạn. Cảm giác có người trong xe không bị không biến mất, ngược lại còn càng ngày càng mạnh hơn. Điều đáng sợ hơn là tôi mơ hồ nghe thấy như tiếng khóc của một đứa bé. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, và tiếng khóc nghe rất sắc bén, khiến tôi rợn tóc gáy. Lúc này, mắt vô tình liếc vào gương chiếu hậu bên trong xe. Ánh nhìn này khiến tôi sợ đến mức bật ra một tiếng, thét lên kinh hoàng đầy tuyệt vọng. Trong gương chiếu hậu một lần nữa lại thấy người phụ nữ ôm đứa bé đó. Đôi mắt trắng dã của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, còn cười với tôi một cái. Khi tôi rời mắt khỏi gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy tay mình lạnh buốt. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhợt nhạt của đứa bé đang nắm chặt cổ tay tôi. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Tôi đạp phanh gấp, xe dừng lại đột ngột. Nói một câu thật mất mặt, tôi cảm giác như mình đã sợ đến mức tè ra quần. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn về phía ghế phụ. Không có ai cả. Nhìn lại tay mình đang cầm vô lăng, bàn tay nhỏ của đứa bé cũng không còn. Nhưng trên cổ tay tôi lại có một dấu bàn tay của đứa trẻ. Nhưng vừa nãy trong gương chiếu hậu xuất hiện khuôn mặt của người phụ nữ đó. Là chuyện gì vậy? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. 2 ngày nay không nghỉ ngơi tốt, tôi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Sau đó, tôi lại một lần nữa khởi động xe, chạy nhanh về phía con đường lớn. Không dám nhìn lại gương chiếu hậu thêm một lần nào nữa. Khó khăn là mới đến được đường lớn, nhìn dòng xe cộ qua lại, nỗi sợ hãi trong lòng tôi mới vơi đi đôi chút. Trước khi trời sáng, tôi cuối cùng cũng đến được chợ đầu mối rau củ, giao hàng cho lão Lương. Lão Lương cười tươi đi đến, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía xe của tôi. Nhìn một cái, nói, khi nào mà có bạn gái vậy? Xinh lắm đấy, không giới thiệu cho anh em một chút à? Tôi ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu. Bạn gái gì cơ? Chẳng phải đang ngồi trong xe à? Nửa đêm còn đi cùng cậu lái xe, xem ra đối với cậu khá tốt đấy. Nghe đến câu này, tôi lập tức nhìn vào trong xe, hoàn toàn không có gì cả. Khoảnh khắc đó, da đầu tôi như nổ tung. Lão Lương, anh đang đùa gì thế? Cậu nhóc này, giả vờ với tôi làm gì? Tôi đâu có cướp bạn gái của cậu đâu. Nói xong, lão Lương vẫy tay về phía xe tôi. Này em dâu, lát nữa xuống đây uống trà nhé. Nói xong câu này, lão Lương rời đi làm việc khác. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của tôi lại một lần nữa đập thình thịch. Hành động của lão Lương không giống như đang đùa. Tôi lại một lần nữa nhìn vào trong xe, vẫn không có gì cả. Anh ấy đã nhìn thấy người phụ nữ trong xe, nhưng tôi lại không nhìn thấy. Chẳng lẽ người phụ nữ ôm đứa bé đó đã theo tôi đến đây? Tôi thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tại sao cô ấy lại luôn bám theo tôi? Tôi ở chợ đầu mối đến khi trời sáng, dường như một xác sống mới trở về nhà.
Dù rất buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng nào để ngủ. Vẫn cứ suy nghĩ mãi, tại sao liên tiếp hai ngày lại gặp phải người phụ nữ ôm đứa bé đó. Trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy, cũng chưa từng đắc tội với ai. Người ta thường nói, oan có đâu, nợ có chủ. Cho dù cô ấy là ma, muốn hại tôi thì cũng phải có lý do chứ. Chuyện này tôi thật sự không hiểu nổi. Dù thế nào, buổi tối vẫn phải lái xe, vay mượn không ít tiền của họ hàng bạn bè. Nếu không làm việc thì chắc chắn không trả nổi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi tối, có khả năng lại gặp người phụ nữ đó, trong lòng tôi sợ đến mức không chịu nổi. Rất nhanh, tôi nghĩ ra một cách. Tìm một người đi cùng tôi lái xe một chuyến. Nếu có người đi cùng tôi, thì có lẽ nữ quỷ đó sẽ không bám theo tôi nữa. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn thân Mazu một cuộc điện thoại. Nói sẽ mời anh ta ăn cơm, gọi anh ta đến. Lúc mua xe, tôi cũng đã mượn của anh ta 10.000 tệ trong một quán ăn nhỏ gần nhà tôi. Mazu vừa nhìn thấy tôi đã giật mình. Tiểu Trương, sao trông cậu tiều tụy thế này? Thật đáng sợ đấy. Tôi mời Mazu ngồi xuống, gọi vài món ăn, gọi một chai rượu trắng, vừa uống rượu, vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, nói sơ qua với anh ta. Mazu nghe xong lời kể của tôi, mặt đầy vẻ khó tin, trên mặt còn hiện rõ sự không tin tưởng. Tiểu Trương, cậu đang kể chuyện ma cho tôi nghe à? Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ tôi đã rất gan dạ. Điều này cậu cũng biết mà, đừng có dọa tôi. Tôi không tin những gì cậu kể đâu. Mặc dù tôi biết cậu gan dạ, nên mới nhờ cậu đi cùng tôi một chuyến. Coi như giúp tôi một tay được không? Tôi nhìn Mazu với vẻ cầu khẩn. Mazu uống xong nửa chai rượu trắng, mặt đỏ, cổ cũng đỏ lên, cố tình nói lớn. Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu một chuyến. Nếu thật sự có nữ quỷ, tôi cũng muốn xem trông cô ta ra sao. Vì cậu ấy đã đồng ý, nên chuyện này cũng dễ giải quyết. Sau khi ăn no uống đủ, tôi bảo Mazu về nhà nghỉ ngơi cùng tôi. Giấc ngủ này rất ngon, cũng không gặp ác mộng. Rất nhanh lại đến giờ lái xe. Cũng giống như hai lần trước, trên đường đi mọi thứ đều bình an, không xảy ra điều gì bất thường. Trên đường đi, Mazu còn trêu chọc tôi nhát gan. Chẳng có gì cả, toàn là cậu tự dọa mình thôi. Sau khi chất đầy hàng lên xe, Mazu ngồi vào ghế phụ. Chúng tôi bắt đầu hành trình về thành phố. Lần này, dù có Mazu bên cạnh, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không yên. Theo kinh nghiệm của hai lần trước, mỗi lần đều là trên đường về, tôi đều gặp người phụ nữ ôm đứa bé đó. Không biết lần này có gặp lại hay không. Khi lái xe, Mazu nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong lòng vô cùng lo lắng, vừa sợ người phụ nữ đó lại xuất hiện, nhưng lại có chút lo lắng nếu cô ta không xuất hiện. Dù thế nào đi nữa, lần này có Mazu bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ không sợ như trước nữa. Mazu nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, cười đùa nói, Tiểu Trương, đừng căng thẳng, có tôi đây rồi, cậu sợ gì? Tôi gật đầu, tiếp tục lái xe. Rất nhanh, xe lại một lần nữa chạy đến gần khu vực cầu 30m. Trái tim bất giác đập nhanh hơn. Xung quanh vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trắng xóa soi sáng cả một đoạn đường trắng toát. Quẹo một khúc qua không lâu, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người đứng bên đường, đang vẫy tay về phía tôi. Là người phụ nữ đó, người phụ nữ ôm đứa bé, giống hệt như hai lần trước. Toàn thân ướt đẫm, sắc mặt cũng tái nhợt, có vẻ như máy móc, không ngừng vẫy tay về phía tôi. Cô ấy ở dưới đó, tôi nói, giọng run rẩy. Mặc dù cất điện thoại, nhìn về phía trước, chỉ một cái nhìn thoáng qua, không kiềm được cũng giật mình. Cậu đùa à, thật sự có người kia. Làm sao bây giờ? Tay tôi nắm vô lăng lại bắt đầu run rẩy. Lần này, mặc dù cũng có phần hoảng hốt, mắt mở to hoang mang, thấy rõ là tình huống không bình thường. Giữa đêm khuya, giữa nơi hoang vu lại xuất hiện một người toàn thân ướt đẫm, còn ôm một đứa bé. Và trong hai ngày trước, đúng giờ này, tôi đều gặp cô ấy. Chưa kịp đợi Mazu phản ứng, tôi đã lái xe, chạy vượt qua bên cạnh người phụ nữ đó. Tôi đâu dám dừng xe, chỉ đành tiếp tục lái. Mặt Mazu tái nhợt, nhìn vào gương chiếu hậu phía sau, hoảng hốt nói, sao không thấy ai nữa? Vừa nãy còn ở đằng sau mà. Mazu, cậu nghĩ người phụ nữ đó là ma không? Tôi run rẩy hỏi, nhưng Mazu không đáp. Đầu óc dường như vẫn chưa kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi tăng tốc xe, muốn nhanh chóng rời khỏi con đường làng này. Điều khiến tôi không ngờ tới là lái xe đi thêm chỉ khoảng 200-300 mét, dưới ánh đèn trắng xóa, phía trước lại một lần nữa xuất hiện người phụ nữ trẻ ôm đứa bé đó. Với khuôn mặt không chút biểu cảm, nhanh chóng vẫy tay về phía tôi. Mazu cũng nhìn thấy cô ấy, sợ đến mức cả người run lên. Tôi một lần nữa lướt qua bên cạnh người phụ nữ đó. Tiểu Trương, người phụ nữ đó rốt cuộc là người hay ma vậy?
Tôi cố ổn định lại cảm xúc. Cậu nói xem, nếu cô ấy là người, làm sao có thể đuổi kịp xe của chúng ta, lại còn xuất hiện trước mặt chúng ta. Mau lái xe tiếp đi, nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù có chút lúng túng, hoảng hốt. Đột nhiên, mặc dù hét lên một tiếng kinh hoàng. Gương chiếu hậu, vừa nãy tôi nhìn thấy mặt người phụ nữ đó. Tôi không nói gì, tiếp tục lái xe, nhưng sau khi chạy thêm vài trăm mét, lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa bé đó. Cô ấy vẫy tay về phía tôi, nói không sợ thì là nói dối. Những gì gặp phải hôm nay đã đến giới hạn chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại. Phản ứng của Mazu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Khi cậu ấy lại nhìn thấy người phụ nữ đó, thì hoảng sợ đến mức bắt đầu hét lên. Mặt cậu ấy tái mét, tôi cắn răng, tay run run tiếp tục lái xe. Nhưng lúc này, trong xe đột nhiên lại vang lên một tràng tiếng khóc của đứa bé. Lúc xa lúc gần, âm thanh chập chờn, khiến cả người tôi nổi da gà. Giống hệt như lần trước, tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi nghe thấy. Không ngờ Mazu kinh hãi quay đầu lại, "Tiểu Trương, tiếng khóc của đứa bé từ đâu ra vậy?" Tôi không đáp lại, bởi vì tôi đã sợ đến mức không thể nói thành lời trên con đường nhỏ này. Liên tiếp gặp phải hai lần người phụ nữ che ôm đứa bé đó. May mắn là xe cuối cùng cũng chạy đến quốc lộ. Tôi không còn quan tâm được gì nữa, đỗ xe ngay bên lề đường. Run rẩy bước xuống xe, còn Mazu thì thảm hơn. Vừa xuống xe đã nhào đến bên đường nôn thốc nôn tháo. Cậu ấy bị dọa đến nôn ra, nôn một lúc lâu, Mazu mới bình tĩnh lại. Hai chúng tôi ngồi xuống bên lề đường, nhìn dòng xe qua lại không ngớt. Nỗi sợ trong lòng mới dần dần dịu đi. Tiểu Trương, vừa nãy tôi suýt tè ra quần rồi đấy. Cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu đã làm điều gì mờ ám không? Tại sao nữ quỷ đó cứ bám giết lấy cậu không buông? Xe này mới chạy có 3 ngày, tôi có thể làm gì xấu xa được chứ? Tôi bực bội nói. Thực ra tôi cũng không hiểu nổi, tại sao người phụ nữ đó cứ mãi bám theo tôi? Mặc dù im lặng một lúc, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi, Tiểu Trương. Ừ, nếu cậu không làm chuyện gì mờ ám, thì tôi nghĩ chắc chắn là chiếc xe này có vấn đề. Có thể trước đây xe này từng gặp tai nạn, đã đâm phải người, nên mới luôn bám theo cậu không buông. Nếu không thì đối phương sẽ không bán xe với giá rẻ như vậy đâu. Cậu thử nghĩ xem có phải thế không? Mazu nói như vậy lại nhắc nhở tôi. Chiếc xe này giá gốc hơn 25 vạn, mới chạy được 1 năm, mà tôi chỉ tốn hơn 10 vạn đã mua được. Hơn nữa đối phương lại bán rất nhanh gọn. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, dự định gọi điện cho chủ xe trước để hỏi. Đừng hỏi nữa, cho dù cậu hỏi thì anh ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Dù sao xe cũng đã bán cho cậu rồi, cậu chỉ có thể chịu thiệt thôi. Tôi vẫn chưa cam lòng, gọi điện thoại cho chủ xe trước đó. Nhưng đối phương đã hủy số điện thoại cũ rồi. Điều này càng khiến tôi chắc chắn chủ xe trước đó chắc chắn có vấn đề. Sợ tôi lại tìm đến anh ta, nên mới hủy số điện thoại. Tiểu Trương, tôi khuyên cậu một câu, chiếc xe này thật sự không thể lái nữa. Nếu không thì chúng ta đổi công việc bán xe đi. Xe này ít nhất còn mới đến 90%, cậu bán ngay bây giờ không bị lỗ đâu. Biết đâu còn có thể kiếm được ít lời. 3 ngày vừa qua đã vắt kiệt sức lực của tôi, khiến tôi cảm thấy chán nản. Sau đó, chúng tôi giao hàng đến chợ rau, cũng chẳng quan tâm nghỉ ngơi, trực tiếp lái xe đến chợ xe cũ. Ông chủ chợ xe cũ vừa nhìn thấy tôi lần nữa, cũng rất ngạc nhiên. Ông chủ hỏi tôi tại sao mới mua xe được vài ngày đã quay lại bán. Tôi bịa ra một cái cớ nói rằng người nhà bị ốm, cần gấp tiền để lo việc. Sau đó tôi tăng giá bán xe lên thêm 1 vạn, để xe lại đây, nhờ ông chủ chợ xe bán giúp. Ngay sau đó, tôi dẫn Mazu đi ăn chút gì đó gần đấy. Bất chợt cơn buồn ngủ ập đến, trực tiếp về nhà ngủ luôn. Giấc ngủ này rất mệt mỏi. Đợi đến khi tôi và Mazu tỉnh dậy, thì trời đã tối đen. Cổ tôi rất đau, giống như có thứ gì đó đè nặng lên. Vì Mazu giúp đỡ theo tôi lái xe lo lắng sợ hãi, tôi mời cậu ấy đi ăn đêm. Trong lúc ăn đêm, chúng tôi lại tiếp tục bàn về người phụ nữ trẻ ông đứa bé chắn đường, nhưng cũng chẳng bàn ra được gì cụ thể. Ăn xong bữa ăn đêm này đã rất khuya rồi. Tôi và Mazu đang chuẩn bị rời khỏi quán ăn đêm, thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói trẻ con. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, anh kia trên cổ có một em bé đang bám lên kìa mẹ. Ban đầu tôi không chú ý, quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì nhìn thấy một bé gái khoảng 3-4 tuổi. Nó đang chỉ tay về phía tôi. Bên cạnh bé gái còn có một người phụ nữ trẻ, có lẽ là mẹ của bé gái. Đừng nói lung tung, mau về nhà đi. Người phụ nữ trẻ nhanh chóng kéo bé gái đi, vẻ mặt có chút bối rối.
Mẹ ơi, con không lừa mẹ đâu, anh kia trên cổ thật sự có một em bé. Bé gái lại chỉ tay về phía tôi nói. Tôi và Mazu nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều là nỗi sợ hãi sâu sắc. Người ta nói trẻ con 3, 4 tuổi có đôi mắt trong sáng, thiên nhãn chưa đóng, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Từ khi thức dậy hôm nay, tôi đã cảm thấy cổ rất nặng, giống như bị một vật gì đè lên. Chẳng lẽ những gì bé gái nhìn thấy đều là thật sao? Xem ra không chỉ có người phụ nữ đó bám lấy tôi, mà còn có cả đứa trẻ sơ sinh cũng luôn bám theo tôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi tái nhợt, một cơn lạnh buốt trực tiếp chạy từ đỉnh đầu, lan xuống tận gót chân. Mặc dù rõ ràng cũng có chút hoảng, Tiểu Trương, bán xe đi là được rồi. Cậu đừng lo, nếu không được thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Nói xong câu này, Mặc dù liền rời đi, ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy. Trong lòng tôi trống rỗng, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Tôi một mình thất thần trở về nhà, trong lòng vẫn nghĩ về lời bé gái nói. Cố tình soi gương một chút, chỉ thấy một khuôn mặt hốc hác vô cùng, đôi mắt đầy tơ máu. Mấy ngày nay, thật sự cảm thấy như đã trải qua một cơn thảm họa. Dù đã ngủ gần như cả ngày, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên buồn ngủ nữa. Tôi nằm ngay xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi hình như đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng giấc mơ này cho tôi cảm giác vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy mình đột nhiên tỉnh dậy rồi đi ra ngoài khu chung cư. Tôi đi dạo trong thành phố, băng qua những con đường ít người qua lại. Ở nhiều ngã tư, tôi luôn nhìn thấy người phụ nữ trẻ ôm đứa bé đó, vẫy tay về phía tôi. Cô ấy dường như đang chỉ dẫn tôi đến một nơi nào đó. Trong mơ, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được mình, như một xác sống vô cảm bước đi. Cứ như vậy, tôi băng qua thành phố, đi đến vùng ngoại ông, cứ tiếp tục đi mãi, không biết đã đi bao lâu. Trong mơ, tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Tôi đã đến khu vực gần cầu 30 mét, con đường nhỏ gần đó. Dù là trong mơ, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng đôi chân của tôi không thể dừng lại được. Cứ đi mãi, đột nhiên đến bên bờ sông. Bên tai toàn là tiếng nước chảy róc rách. Một âm thanh đang gọi tôi không tự chủ được mà bước về phía dòng sông. Khi nước sông sắp ngập đến ngực, tôi đột nhiên thấy trong nước có một khuôn mặt nổi lên. Chính là người phụ nữ trẻ ôm đứa bé đó. Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong sông, nắm chặt lấy tóc tôi, kéo tôi về phía sông. Bên tai vang lên một âm thanh, giọng nói thê lương vang lên, anh có thấy con của tôi không? Tiếp theo đó, cả người tôi chìm vào trong nước. Nước sông tràn vào miệng tôi. Tôi không thể thở nổi, ngực nghẹn lại không thở được. Khi tôi đang dần chìm vào cơn hôn mê, bất chợt tôi bật dậy từ trên giường. Đây chỉ là một giấc mơ vô cùng chân thực. Tỉnh dậy xong, tôi ngồi trên giường thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tối qua khi đi ngủ, tôi không cởi quần áo. Bây giờ cả người ướt đẫm, như thể vừa được ngâm trong nước. Trên người còn có mùi tanh của rong rêu. Tôi đưa tay ra, phát hiện trên người mình còn dính vài sợi rong rêu. Nhưng rõ ràng tôi không hề ra khỏi nhà. Vậy rong rêu trên người là thế nào? Chẳng lẽ tối qua tôi đã ra ngoài, còn đến con sông gần cầu 30 mét? Nhưng nơi đó, cách đây ít nhất cũng phải 100 km. Một đêm tôi hoàn toàn không thể đến được đó. Nỗi sợ hãi trong lòng lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Tôi khó chịu đến mức muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi. Trong lúc tôi đang hồn bay phách lạc, chuông điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình. Cầm điện thoại lên nhìn, thì thấy đó là cuộc gọi từ ông chủ chợ xe cũ. Cậu cứ lái xe về đi, thật sự không bán được. Tôi ngẩn người, vội hỏi, sao lại thế? Ông chủ xe cười gượng rồi nói, ừ, xe này lạ quá, hai ngày nay có không ít người đến xem xe, đều rất thích, nhưng khi lái thử, mấy người đó đều nói trong xe của cậu có cảm giác âm u. Họ luôn cảm thấy trong xe có thêm một người nữa. Nhìn vào gương chiếu hậu, con có thể thấy một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt, sợ đến mức suýt bị đau tim ấy. Cậu tốt nhất là lái xe đi ngay đi. Tôi biết chiếc xe này tà ma, nhưng không ngờ lại tà ma đến mức này. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn bán xe này đi. Tôi không muốn nhìn thấy chiếc xe đó dù chỉ một lần nữa. Cuối cùng, tôi chủ động nói với ông chủ xe giảm giá 3 vạn, và nói nếu bán được xe, sẽ thưởng thêm cho ông ta 5.000 tệ. Ông chủ chợ xe mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng không đảm bảo có thể bán được xe. Dù tôi mất một khoản tiền lớn, nhưng tiền bạc sao bằng tính mạng của mình được. Cúp điện thoại xong, tôi nhìn vào điện thoại,
phát hiện đã là buổi chiều. Sau đó cảm thấy vô cùng buồn ngủ, liền quay về giường ngủ một giấc. Giấc ngủ này đặc biệt mệt mỏi. Cả đời tôi chưa từng mệt mỏi như vậy. Nghỉ ngơi một lúc lâu, bụng đói không chịu nổi. Ra ngoài ăn một bữa thật no. Trong trạng thái mơ màng, tôi ngồi lại ở khu chung cư một lúc. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Bất giác trở lại tối. Tôi bắt đầu sợ ngủ. Sợ bóng tối, nhưng không biết vì sao. Khi trời vừa tối, tôi đột nhiên lại trở nên buồn ngủ, không thể mở mắt nổi. Khó khăn lắm mới về đến nhà. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa đã ngủ thiếp đi. Vừa ngủ không bao lâu, lại bắt đầu mơ. Giấc mơ này giống hệt như giấc mơ đêm qua. Tôi mơ thấy mình ra khỏi khu chung cư, rồi lại thấy người phụ nữ ôm đứa bé đó, không ngừng vẫy tay về phía tôi. Cuối cùng, tôi đi đến con sông, thấy khuôn mặt phù nề của người phụ nữ bị ngâm trong nước. Sau đó tôi lại bị kéo xuống nước. Khi tôi sắp bị chết đuối, tôi lại giật mình tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Trên người tôi vẫn còn dính những sợi rong rêu. Lần này, ngoài sự sợ hãi, còn có nỗi tuyệt vọng sâu sắc, tôi cảm thấy mình chết chắc rồi. Người phụ nữ ôm đứa bé đó, tại sao nhất định phải khiến tôi chết? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, tôi đột nhiên cảm thấy giấc mơ này quá chân thực. Rất có thể, hai đêm vừa qua, tôi thật sự đã đến cầu 30 mét. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy, kéo lê cơ thể mệt mỏi đến gặp bảo vệ khu chung cư. Giả vờ nói rằng nhà bị mất đồ, muốn xem lại camera giám sát của tối hôm qua. Bảo vệ nhanh chóng dẫn tôi đến phòng giám sát. Khi tôi nhìn thấy đoạn phim tối hôm qua, sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Tối hôm qua, hơn 9 giờ, tức là tôi vừa về nhà không lâu, tôi lại đi ra khỏi nhà. Lúc đó, dáng đi của tôi rất kỳ lạ. Đi nhón chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, giống như một con rối bị giật dây. Nhanh chóng rời khỏi khu chung cư, bảo vệ nhìn thấy đoạn phim này cũng giật mình. Ánh mắt nhìn tôi có chút sợ hãi. Điều này hoàn toàn chứng minh một chuyện. Khi tôi ngủ say, tôi thật sự đã đến con sông gần cầu 30 mét. Rời khỏi phòng giám sát, tôi lại trở về nhà. Cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại bất lực như vậy. Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến Mazu. Bây giờ, tôi nghĩ chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi. Sau đó, tôi gọi điện cho Mazu, kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, nói hết một lượt với cậu ấy. Nghe xong lời nói lộn xộn của tôi, Mazu im lặng một lúc, sau đó nói, Tiểu Trương, tôi biết một linh mục, ông ấy sống ở Bali A. Nghe nói vị linh mục này rất lợi hại. Hay là tôi đưa cậu đến gặp ông ấy nhé? Biết đâu ông ấy có cách giúp. Bây giờ tôi thật sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể liều lĩnh cầu cứu, đồng ý với đề nghị của Mazu. Hơn một giờ sau, Mazu lái xe đến đón tôi. Tôi mua một số quà biếu ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Khi đến cửa nhà vị linh mục, đã là lúc chạng vạng tối. Tôi xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ, theo Mazu bước vào nhà vị linh mục và nhìn thấy vị linh mục đó. Ông ấy chỉ nhìn tôi một cái, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng đẩy hai chúng tôi ra ngoài. Chuyện của các cậu, tôi không thể lo được. Mau rời khỏi đây đi. Tôi và Mazu đều ngây người ra. Bị vị linh mục đẩy ra đến tận sân. Tôi nghĩ rằng vị linh mục này chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó. Vì muốn sống, tôi cũng không thể quan tâm nhiều nữa, liền quỳ xuống trước mặt ông ấy. Lão nhân gia, làm ơn cứu giúp con. Cầu xin ngài cứu con với. Mấy ngày qua con sống không bằng chết. Nếu ngài không giúp con chỉ còn con đường chết. Vừa nói, tôi vừa không ngừng dập đầu trước vị linh mục, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Có lẽ thấy tôi quá đáng thương. Vị linh mục thở dài một tiếng, quay người đi vào trong nhà. Vào đi. Sau đó chúng tôi bước vào trong nhà của linh mục. Trong nhà mùi hương nhang rất đậm, có chút cay mũi. Sau khi vị linh mục ngồi xuống, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm, tạo nghiệp quá. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, vội hỏi, là chuyện gì à? Trên người cậu âm khí rất nặng, đã nhiễm phải thứ bẩn đang bám theo cậu. Toán khí rất lớn, không dễ xử lý. Nghe vậy, tôi lại quỳ xuống một lần nữa. Lão nhân gia, ngài nhất định phải giúp con. Bao nhiêu tiền con cũng sẵn sàng trả. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Thế này đi, tôi sẽ bàn phước lên người cậu trước, xem thử có hiệu quả không. Sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm gì. Tôi vội gật đầu, cảm giác như nắm được cọng rơm cứu mạng. Tiếp theo, vị linh mục cầm trong tay một cây kim bạc, tay kia cầm một cái khay. Trong khay có chất lỏng đỏ rực, giống như nước máu. Linh mục dùng kim bạc nhúng vào chất lỏng đó, bắt đầu châm vào ngực tôi. Rất đau, nhưng tôi cũng phải cắn răng chịu đựng. Mất hẳn vài giờ đồng hồ,
ông ấy ở chỗ ngực tôi, trưng ra một hình dạng như bùa chú kỳ quái. Tôi cũng không hiểu đó là gì, chỉ có thể mặc ông ấy làm theo ý mình. Linh mục bận rộn xong, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Sau đó lại lấy ra một lá bùa giấy vàng, đưa cho tôi, nói rằng nếu tối nay thứ bẩn đó không đến tìm cậu, thì ngày mai hãy đến nơi cậu lần đầu gặp cô ta để tìm. Nếu cô ta không xuất hiện, chứng tỏ phép của lão phu có hiệu quả. Nếu cô ta đến, thì thần tiên cũng không cứu nổi cậu. Nhưng cậu nhất định phải đi vào ngày mai. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Tôi nhận lấy lá bùa vàng, cảm ơn vị linh mục không ngớt dâng tặng những món quà mà tôi mang theo, còn để 500 tệ lên bàn. Vị linh mục không từ chối, chỉ nhìn tôi mà thở dài không ngừng. Sau đó tôi rời khỏi và trở về nhà. Mazu đưa tôi về đến nhà, rồi rất nhanh chóng rời đi. Thực ra tôi rất muốn cậu ấy ở lại cùng tôi, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng Mazu còn sợ hơn cả tôi. Có thể giúp tôi đến mức này đã là hết lòng hết dạ rồi. Sau khi Mazu đi, tôi bật hết đèn trong nhà lên, cố gắng thức không dám ngủ, nhưng đến nửa đêm, tôi vẫn mơ màng ngủ thiếp đi. Trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, tôi chỉ cảm thấy chỗ ngực có hơi nóng, nóng lên một chút, nhưng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Giấc ngủ này rất sâu, ngủ một mạch đến khi trời sáng hẳn. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần mình khá hơn rất nhiều, sự mệt mỏi mấy ngày nay giảm đi đáng kể. Xem ra phương pháp của vị linh mục đã có hiệu quả. Tối hôm qua, tôi không mộng Du rời khỏi nhà. Điều này khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi vội gọi cho Mazu một cuộc điện thoại, nói qua tình hình với cậu ấy. Mazu cũng vui mừng thay cho tôi. Đừng quên lời linh mục, tối nay cậu còn phải lái xe đến nơi cậu gặp người phụ nữ đó để tìm cô ấy. Nghe xong lời Mazu, tôi lạnh toát trong lòng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Vị linh mục đã nói, nếu người phụ nữ đó lại xuất hiện, thần tiên cũng không cứu được cậu, và đây là cơ hội cuối cùng. Bất kể thế nào, tối nay tôi không thể tránh việc lái xe được. Trong sự lo lắng sợ hãi, tôi đã gắng gượng đến tối. Tôi đến chợ xe cũ, chiếc xe chắc chắn vẫn chưa bán được. Hơn nữa, khi đến chợ xe cũ, tôi còn phát hiện ra tất cả xe đều đỗ cách xe tôi rất xa, như đang tránh một ông thần vậy. Trong ánh mắt khác lạ của ông chủ chợ xe, tôi lái xe rời đi. Hơn 10 giờ tối, tôi lái xe đến cơ sở trồng rau của nhà họ Lâm để chờ hàng. Giống như mấy lần trước, khi đi, mọi thứ đều bình thường, không xảy ra việc gì cả. Khi chất đầy hàng lên xe, đã là nửa đêm. Tôi bắt đầu chuyến về, lần này tôi còn sợ hơn mấy lần trước, vì tối nay, rất có khả năng sẽ quyết định sự sống chết của tôi. Tôi cẩn thận lái xe, đặc biệt dán lá bùa giấy vàng mà Linh Mục đưa cho tôi, dán lên kính chắn gió. Đây là niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này. Trong lòng luôn cầu nguyện, người phụ nữ đó đừng xuất hiện, nhất định đừng xuất hiện. Rất nhanh, xe lại một lần nữa đến khu vực cầu 30 mét. Gần ngôi làng đó, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh toát ra khắp người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nỗi sợ trong lòng như thủy triều tràn đến, lan rộng khắp nơi. Nhưng khi xe tôi chạy đến đoạn đường mà tôi đã gặp người phụ nữ trẻ đó, lại không nhìn thấy cô ta. Xe chậm chậm đi qua ngã rẽ đó, tôi căng thẳng đến mức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng không thể kìm nén nổi sự phấn khích. Cô ta không xuất hiện, lá bùa mà linh mục đưa có hiệu quả rồi, tôi được cứu rồi. Khoảnh khắc đó, tôi xúc động đến mức nước mắt tuôn trào. Ngay khi tôi lái xe lên cây cầu phía trước, một chuyện kỳ dị xảy ra. Trước hết, khoang lái đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau đó tôi nhìn thấy lá bùa dán trên kính chắn gió đột nhiên bốc cháy mà không có ngọn lửa nào đốt. Chỉ trong trước mắt, cháy sạch không còn gì. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có một người ngồi bên cạnh. Quay đầu lại nhìn, tôi nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa bé đó. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, anh có thấy con tôi không? Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, bẻ mạnh vô lăng, lao thẳng ra khỏi cầu. Chúi đầu xuống sông, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu óc ong ong vàng rội, cơ thể không ngừng chìm xuống. Xung quanh là một mảng tối đen. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy một tia sáng. Đó là một tia sáng tràn đầy hy vọng. Tia sáng đó ngày càng tiến gần hơn. Hóa ra là một chiếc xe tải lớn đang lao tới. Chiếc xe đó trông rất quen thuộc. Hóa ra chính là chiếc xe tôi lái. Nhưng tại ngã rẽ của cầu 30 mét, có một người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng đang đứng đó, trong tay ôm một đứa bé. Đứa bé trong vòng tay cô liên tục khóc. Có lẽ đứa bé bị bệnh. Người phụ nữ vừa nhẹ nhàng đong đưa đứa bé trong vòng tay, vừa nói, ngoan nào, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện ngay. Lúc này, phía trước vang lên một tiếng động, một luồng ánh sáng chiếu trắng xóa cả con đường.
Người phụ nữ nhìn thấy luồng sáng này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khi chiếc xe nhanh chóng lao đến, bỏ mặc sự nguy hiểm, đột nhiên chạy ra chắn xe. Tài xế xe tải trông rất mệt mỏi. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước xe. Anh ta vội vàng đạp phanh gấp, sau đó nghe thấy một tiếng bụp, như thể đã đâm phải thứ gì đó. Tài xế giật mình toàn thân run rẩy. Anh ta dừng xe lại, trong tình trạng hoảng hốt xuống xe kiểm tra. Nhìn thấy cách xe khoảng 4-5 mét, một người phụ nữ đang nằm sấp trên đất. Cô ấy ôm một đứa bé trong vòng tay, tiếng khóc không ngừng phát ra từ đứa bé. Tài xế thoáng hoảng loạn, nhanh chóng bước tới. Không muốn sống nữa à? Giữa đêm khuya lao ra từ ngã rẽ, người phụ nữ không biết bị va vào đâu, nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy, máu từ trên trán chảy xuống, che chở cho đứa bé trong vòng tay. Anh ơi, làm ơn giúp đỡ, con tôi bị sốt cao, nửa đêm không tìm được xe, có thể cho quá ra một đoạn được không? Người phụ nữ nói một cách yếu ớt, chậm rãi đỡ người ngồi dậy. Tài xế xe tải cẩn thận quan sát, nhìn đôi mẹ con trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh. Giữa đêm khuya, không một bóng người, xung quanh vài dặm chỉ toàn là đất hoang vu. Người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp, bị mình đâm trúng, đứa bé không biết có bị thương không. Tài xế xe tải ngập ngừng một lúc, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Cô gái, cô còn đi được không? Xin cảm ơn anh, đưa tôi đến bệnh viện, cho con tôi đi khám bệnh, để tôi đỡ cô dậy. Tài xế xe tải đưa tay ra, nắm lấy cánh tay người phụ nữ, ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô ấy. Đôi tay anh ta bắt đầu không an phận, đi khắp người cô ấy. Người phụ nữ bắt đầu vùng vẫy, nhưng vì đang ôm con trong vòng tay, làm sao có thể là đối thủ của một người đàn ông to lớn. Người đàn ông giật mạnh đứa bé trong vòng tay cô ấy, rồi ném xuống mặt đất. Tiếng khóc của đứa bé đột ngột im bặt. Người phụ nữ phát ra tiếng hét xé lòng. Nắm đấm của tài xế xe tải nện mạnh vào mặt người phụ nữ, sau đó là tiếng quần áo bị xé toạc. Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng lửa giận bùng cháy dữ dội. Đồ cầm thú, chẳng có chút tính người nào. Cảnh tượng chuyển sang một đôi bàn tay lớn bóp chặt cổ cô ấy. Ánh mắt người đàn ông hung ác và vặn vẹo, một dòng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt người phụ nữ. Ánh mắt cô ấy cứ nhìn chăm chú về phía đứa bé không xa, vô vọng và tuyệt vọng. Người phụ nữ nằm trên mặt đất bất động, mắt mở to, ánh nhìn vẫn hướng về phía đứa bé. Người đàn ông từ trên người cô ấy bỏ dậy, thở hổn hển. Anh ta quay đầu lại, thấy đứa bé không xa, anh ta liền chậm chậm đi về phía đứa bé trước mặt. Đứa bé trong tã lót vẫn phát ra tiếng khóc nhẹ, tiếng khóc đã rất nhỏ. Người đàn ông giật mạnh đứa bé lên, giơ cao lên. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, nước mắt đã làm ướt đẫm gối. Tôi mơ thấy cảnh tượng đó, người phụ nữ ôm đứa bé và tất cả những chuyện đã xảy ra với cô ấy. Mazu và hai cảnh sát đang đứng bên cạnh tôi. Sau đó, thông qua lời kể của Mazu, tôi mới biết được những chuyện xảy ra sau đó. Khi xe tôi lao xuống sông, tôi đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Vài giờ sau, được người đi ngang qua phát hiện, gọi người trong làng đến cứu hộ. Khi họ cứu tôi ra, có người dưới đáy sông phát hiện một xác người, một thi thể phụ nữ sưng phù do ngâm nước, trên người còn buộc một tảng đá lớn, rõ ràng là bị người khác hại chết. Người trong làng đã báo cảnh sát và đồng thời gọi xe cấp cứu, đưa tôi đến bệnh viện. Sau đó, thông qua khám nghiệm tử thi, người phụ nữ đó trước khi chết đã có dấu hiệu bị xâm hại, là bị người ta giết hại. Thi thể còn bị buộc đá rồi chìm xuống sông. Sau đó còn phát hiện ra người phụ nữ đó có một chỗ xương bị gãy, là do bị xe đâm. Trên chiếc xe tải lớn mà tôi mua, cũng tìm thấy dấu vết của vụ va chạm. Điều này có nghĩa là người phụ nữ đã từng bị xe tôi đâm phải. Nhưng người phụ nữ đó đã bị hại cách đây một tháng. Rõ ràng không phải do tôi làm, bởi vì tôi mua xe chưa đến một tuần. Cảnh sát lần theo manh mối, tìm được chủ xe trước của tôi. Chủ xe dường như đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến và khai sạch mọi thứ như đổ đậu ra khỏi ống tre. Vào một đêm cách đây một tháng, chủ xe lái chiếc xe tải lớn đi qua cầu 30 mét, gặp một phụ nữ trẻ ôm đứa bé chắn đường để xin quà giang. Đứa con nửa tuổi của người phụ nữ bị sốt cao vào giữa đêm, không tìm được xe, đành phải chặn xe trên đường. Tài xế không chú ý, đâm trúng khiến người phụ nữ bay ra xa, cánh tay cô ấy bị gãy. Xuống xe xem thì thấy người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, và mình lại đâm trúng người. Sợ đối phương bám lấy để đòi bồi thường, đành làm liều, không làm thì thôi, đã làm thì phải triệt để làm nhục cô ấy. Sau đó buộc đá vào rồi dìm xuống sông. Nơi này hẻo lánh, lại giữa đêm khuya, hoàn toàn không ai phát hiện ra con đứa con nửa tuổi của người phụ nữ.
cũng bị chủ xe ném chớp, rồi cho nằm một khu rừng nhỏ gần bờ sông. Sau khi gây chuyện, chủ xe lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ, liền bán xe đi ngay lập tức. Trong sự sắp đặt sai lệch của số phận, tôi lại mua đúng chiếc xe đó, và con đường đó lại chính là đường tôi chở hàng. Do đó mới bị người phụ nữ đó bám theo, mọi thứ như thể đã được sắp đặt từ trước. Gieo nghiệp thì không thể sống yên ổn, may mắn là tôi không bị thương quá nặng, cây cầu không cao, nước cũng không quá sâu, nên tôi mới giữ được mạng. Tôi ở bệnh viện 2 ngày rồi xuất viện. Để ăn mừng thoát khỏi kiếp nạn này, tôi và Mazu đã uống một trận rượu thật lớn. Sau đó, trong cơn say mơ màng, tôi tự mình về nhà. Khi về nhà và ngồi trên ghế sofa, tôi không kìm được mà thở dài một hơi. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng trong lòng tôi lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại, có một cảm giác nặng nề, lâu dài không thể giải thoát được. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong phòng có chút lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng trong lòng tôi không còn sợ hãi nữa. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng trước mặt tôi, trong vòng tay vẫn ôm đứa bé. Nhưng lần này, tiếng khóc của đứa bé vọng ra từ trong vòng tay. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi về phía người phụ nữ. Sao rồi, cô tìm thấy con mình rồi đúng không? Người phụ nữ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt mang chút bi thương và một chút thanh thản. Xin lỗi, nếu lúc đó là tôi lái chiếc xe, thì cô và đứa bé đã không phải rời bỏ thế giới này. Nhưng cô yên tâm, người đó sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Hắn sẽ phải đền mạng cho cô và đứa bé. Người phụ nữ gật đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô ấy. Cô ôm đứa bé, cúi chào tôi thật sâu. Bóng hình cô dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất trước mặt tôi. Tôi nhìn về hướng người phụ nữ và đứa bé biến mất, nước mắt tôn trào không ngừng. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.